Chào các cậu bé thân yêu, anh là anh tóc xanh đây. Anh là anh bún. Video ăn kẹo của Thơ Nguyễn Family Shop hay anh đã đặt cách đây đến cả tháng trời rồi cũng nên á. Chưa, chưa. Anh bún mắt đã đặt đến lần thứ hai rồi mà bây giờ hai anh mới ăn đến lần thứ nhất. Chắc là ngày mai anh sẽ nhận được đồ ăn và đồ chơi từ Thơ Nguyễn Family Shop lần hai ấy. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu ăn thử bánh kẹo của lần một chúng ta đã đặt rồi. Hai anh cũng khá là bận nên là ngày hôm nay mới lấy ra ăn thử được đấy. Kẹo đường lưỡi xanh có hình mặt Frankenstein. Có tất cả chữ Nhật Bản ở đây. Cái Nhật Bản nè, hai mặt y chang nhau nha. Bên trong có mùi kẹo cao su đó. Wow, mùi này kẹo giống hệt kẹo Big Babon các em ạ. Đó chính là mùi của bên kẹo trong, Big Babon. Bên trong có nhiều viên, không phải là có một viên nha. Bên trong có hai. Có khá là nhiều luôn đấy. 6-8 viên. Mấy viên? 8 2, viên 4, 6, 8 viên. Anh sẽ ăn 2 viên. Có 8 viên. Không biết cái viên này là ngậm hay là nhai ta? Chắc là ngậm đúng không? Ngậm thì là anh ra cái mùi kẹo cao su. Đây thì chính là mùi kẹo Big Babon. Thì cho nên anh nghĩ là đây là kẹo cao su đấy. Kẹo nhuộm lưỡi. Anh sẽ thử nhuộm lưỡi. Sật cả mình. Thử nhuộm lưỡi nhá. Đây là kẹo cao su. Chưa chắc. Đến đâu ngậm được. Đây không phải kẹo cao su. Theo nút được thì sao? Anh nhai rồi thì nó tan ra mà. Đẩy lưỡi anh thôi, cách xanh. Vị khá là ngon em ạ. Vị này chua, là chanh chua. Khi xem lưỡi ăn chanh thôi. 1, 2, 3. Chắc anh lưỡi ăn chanh thôi các em. Gom đi không? Một xanh quá. Anh nghĩ là anh sẽ ăn thêm xanh hơn này. Anh sẽ ăn thêm xanh nữa. Anh ăn hai viên nữa. Ngon quá hả? Trận này rất hợp để nghe Halloween hoặc đi buổi tối dọa ma. Anh hết luôn này. Anh sẽ dành 4 viên ngày mai anh sẽ đến công ty dọa mọi người. Nó sẽ ăn hết luôn. Ngon. Mà cái kẹo này nó lâu hết ngọt nhỉ. Ăn mãi nó cứ ngọt này. Nhai thì nó lâu hết ngọt. Một tí nữa đã hết rồi các em ạ. Trôi xuống rất nhanh. Kinh. Đứa anh tóc xanh kinh quá à. Quỷ ấy. Rồi anh ăn mình đầu á. Kinh. Kinh. Rồi. Đã xong kẹo này chúng ta sẽ chuyển sang một cái kẹo mà anh mong chờ nhất ngày hôm nay. Đó chính là kẹo dẻo siêu dài. Để xem nó dài đến đâu. Ok. Thì anh hết hàng ngoài. Tổ quá. Natalia. Natalia. Nào bây giờ anh đã sẵn sàng bóc gói này chưa? Rồi. Anh sẽ bóc gói kẹo dẻo siêu dài nhá. Là kẹo dẻo siêu. Preview. Tổng đấy. À, kiểu này có phải cái vị coca không ta? Wow, ôi nó dính hết vào nhau các em ơi.
Một mét đây. Đây có phải 1 mét không ta? 1 mét chưa? Rồi, đến đấy. Coca hả? Có những màu xanh này chưa biết là vị gì. Nho. Cái này gì? Cái bên này giống vị quế này. Ngấm rồi. Không biết vị màu xanh là gì luôn. Các bạn thêm chua. Chua chua ngọt ngọt. Chua chua ngọt ngọt. Có mùi quế giống như mùi coca một chút. Dẻo thì không đến mức quá dẻo. Không đến mức quá là dính răng. Ngon. Dài không nhá. Cái kẹo này nó có thể kéo dài nữa các em ạ nè. Loại kẹo gumi cá sấu. Kẹo gumi cá sấu mà anh Tóc Xanh vẫn luôn luôn thắc mắc là không biết kẹo này có vị cá sấu hay không, hay có hình cá sấu. Hình như có mùi cá sấu các em ạ. What? Anh ngửi thấy mùi cá sấu ở trong này. Anh ăn thịt cá sấu bao giờ chưa vậy? Anh thì chưa. Nhìn cái viên này khá là giống viên kẹo nhồi lưỡi này các em ơi. Hình như là có 8 cái đúng không? 6 viên. Và đây mà gọi là kẹo gumi á, tưởng kẹo gumi phải là kẹo dẻo chip chip ý nhỉ. Ừ. Ăn thử kẹo gumi cá sấu nha. Thấy chưa, có mùi cá sấu mà. Mùi cá sấu là mùi như nào vậy? Mùi nồng nồng. Không, cá sấu phải tanh chứ. Hoặc là không có tác dụng dụng nữa. Mỏi lắm quá. Thế anh vẫn còn tanh luôn. Kẹo này không nhuộm được lưỡi. Mà nó cũng chẳng liên quan gì đến cá sấu, chỉ là hình bên ngoài là cá sấu. Có. Nó giống như kiểu là mát mát có đá này. Đúng không? Nó hơi tê tê á. Cái tác dụng là tê tê lưỡi một kẹo. Ở đây còn một món cuối cùng nè. Đó là máy bán kẹo loại 3. Xem nào. Này, cái món kẹo này rất dễ thương. Khi mà bán hết xong cái chỗ kẹo này, hai anh sẽ cho mấy cái kẹo này có tiền vào cho này. Kẹo này là do Sanrio sản xuất. Sanrio chính là công ty mà đã nghĩ ra Gudetama các em ạ. Nghe bán kiểu gì ta? Cái này bán kiểu gì á? Này là đầu tiên chúng ta tháo chốt ra. Sau đó bắt đưa tiền đây. Ok, bây giờ thì nhận kẹo. Rút chốt ra, bấm vào đây. Ra một viên rồi đấy. Đây là viên kẹo mà anh mua được. Kẹo này lại cái vị chua chua ngọt ngọt như dứa. Như vậy là kẹo cao su đúng không? Đó là kẹo cao su. 80.000 là có cả 80.000 có cả cái máy để chơi rồi, chứ đâu có phải nguyên kẹo đâu. Kẹo này thì ăn viên với cả ăn thì giống với cả kẹo cá sấu ấy nhở, kẹo luộc lưỡi các em ạ. Nhưng mà nó nhanh hết ngọt hơn. Cái ngọt của nó rất là nhanh hết ạ. Đúng là món riêng nó một vị khác nhau thật. Có viên thì có vị cam. Kẹo này nghĩ là kẹo quả chán thật rồi. Quả chán mình xây mua có 100 đồng một trái thôi. Mà to. To. Quả chán là rỗng ruột anh kem. Sao bây giờ vẫn có ngoài hàng bán nhỉ? Không biết ở ngoài bán có bán không. Không biết ở đây có ai biết cái kẹo quả chán không. Cái kẹo hình mà nó như thế này này. Hình cong cong này. Thì trong đó nó bằng bằng ấy. Nó bằng 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 ấy. Ngon nhất vẫn là cái khu mì cá sấu ấy. Anh thấy ngon nhất là kẹo nhục lưỡi. Nhưng mà máy này mình có thể tự làm đấy. Này anh sẽ tự làm máy bán kẹo nha. Ok, vậy là cũng đã thử qua một vài loại kẹo rồi. Hầu như đều là kẹo cao su hết. Thì xin chào các bạn các em. Bye bye.